Nhiều nhiều đi chứ ít quá. Gà đồ này chứ. Hôm nay là cũng tình cờ chú cháu gặp nhau ha. Bây giờ cũng chú giới thiệu chú là tên bá. Mấy đứa cũng giới thiệu luôn. Tên là Đạt. Đạt hả? Dạ. Con ở quận Tân Phú. Còn nghe mày tên gì giới thiệu? Con tên Đức. Đức là Tân Phú luôn ở Bình Tân. Em trai này. Tên Thịnh. Nhà đâu? Bằng này nó giống cái mặt nó giống giống thằng Minh mày. Đúng rồi. Minh thằng này nó biết. Rồi con tên gì? Con Đức. Ở Bình Chánh. Bình Chánh. Dạ con tên Thuận ở Bình Tân. Bình Tân. Ủa sao lọt này Bình Chánh ta? Còn nướng thịt tên gì? Dạ con tên Bảo, Bình Chánh luôn chú. Đó thì gặp cái mấy nhóm mấy em nó đi chơi rồi nó rủ ra cái hồ nữa đá nướng thịt ăn luôn. Mình cũng đói bụng mình khỏi ghé tiệm các bạn. Cũng hên, hay ông bằng hên. Duyên đang nướng thịt là đi cấp treo rồi đó chú, đi cấp treo mà không cho đi. Duyên nghe chú. Duyên cấp treo nướng. Duyên có duyên. Nếu mà mình đi cấp treo thì đâu có gặp chú đâu đúng không? Lại đi lên kia núi thì cũng đâu được gặp chú đâu. Nếu mà thì chú thì dự định chú là bữa nay là không có đi lên núi, chú chỉ chạy vòng đi có một mình à, đâu có, cũng không có tính ghé cái hồ này nữa. Chú thấy trên mạng nó có đăng nhưng mà chú nghĩ không ghé, là chủ yếu là đi lên cái đường Mai Thiên Lãnh lên cái đèo á. Cái đèo đó sau này nó làm là nó đi như mấy cái đèo đó đẹp lắm á. Là sau này xe nó sẽ thông xe nó cho chạy lên tới cái đỉnh núi Bà Đen luôn. À, ngay chỗ cái tượng nó đang xây dựng cái công trình bự ở trên đó, đó. Bữa hổm mà bị lở đất một nào á, nó có cái đường xuống á. Bây giờ là nó chưa xong thì đúng rồi, nó đang thi công mà ai cũng lên đùng đùng sao thì xe cộ rồi nguy hiểm không cho lên. Chú, mình thì nó nổ có giờ, không nói nhưng mà xe cộ mình chạy lên chạy xuống nó phức tạp. Mình chạy mà lượt xe nó lớn quá sạt lở đất. Thậm chí là ở núi Cấm á, là xe ôm nó cho lên mà dân địa phương nó cho lên chứ mình nó cũng không cho lên. Lên nhiều quá thì mòn đường. Rồi cái gì ở ngoài Đà Lạt, Acipan gì nó mình đi xe đếp lên á, nó cũng đâu cho mình chạy xe lên đâu. Mình phải đi xe của nó. Đó thì cái nguyên tắc nó là vậy. Chú biết khả năng sử dụng chú. Biết mà tao đi không nổi. Cái đó ghê lắm, nó gần chỗ người chú. Có nghe nói là thằng nào bị chết á. Ờ chết nó. Nhưng mà nó đi bộ mình đi hai ba ngày hai đêm gì đó nó 60 cây số nhiêu á, cắm trại rồi đi qua đêm, rồi đi qua đêm mà ăn uống dọc đường cắm trại rồi đó, thì nói chung là cái cung nó cũng đẹp á, gọi là check-in á, mà sức già đâu có đi nổi đâu. Thôi chứ đi đuối lắm, lên đèo cũng dốc rồi. Mày chụp hình sống ảo gì chụp đi nha. Rồi bây giờ chú khai quả nè. 11 hết. Mà hết mấy cháu nha. Dạ dạ. Rồi gấp đi. Xin chỉ được 12 3 tháng nha, rồi mày đừng có hộn. Nướng chấm với muối tiêu xanh ở nhà làm luôn nè. Đã không? Nè ăn không? Gấp mày nè, cái chân giữa luôn cho mày đó em. Mày xin được qua đây. Mời các bạn luôn nha. Dạ. Hai ông chú. Rau cay, cay 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 chú, nó hề hề ngon. Thế nhưng mà phải có kèm lâu lâu cái này kìa. Tại vì chú cũng lớn tuổi rồi, bị bao tử rồi đó. Ăn cay cũng rất chứ. Con đang bao tử. Ngu gặp hết hả? Bây giờ mới nè, kéo bác ra đây. Đó, được đó làm bán sức đó. Nó bị lợn mì ăn khó chịu. À, rau quá hả? Bí gì? Đậu mì. Rau mì. Thôi chị thôi đừng ăn. Đừng ăn. Uống nước thôi. Ngồi quyêu này ăn đã các bạn, lột khẩu trang ra ăn mới ngon. Đau quá. Rồi biết. Cái này rồi. Ăn được. Đây là chích 2 mũi 3 mũi hết rồi. Rồi. Thằng này không phải chích luôn chú. Thằng này chích nữa chú. Chích 2 mũi. Bây giờ tiếp tục là tắt máy ăn, không quay nữa. Hết rồi. Còn mấy cái nữa sao? Nói vậy cũng được rồi. Giờ vô tiệc cưới nè, kêu vô cho đủ 6 đứa đi. Đang đâu rồi? Đúng. Tiệc cưới các bạn. Cái đứa này nó dễ thương lắm, nó mời mình ăn cái mình thấy nó dễ thương à. Đứa nào cũng dễ thương hết. Dễ thương quá nha.
rồi nó sai rồi về các bạn ơi. Thôi tạm biệt ha. Tạm biệt con nha, nói nhắn với tụi nó là chú tạm biệt nha. Chú tại chú chạy vô đây một vòng. Chạy vô đây một vòng coi nó có gì vui không. Tụi nó còn đang dài. Phải đeo khẩu trang vô nó chứ. Nghiêm chỉnh chấp hành. Dịp chú cháu mình có gì có Zalo á. Ừ, nói chuyện qua lại lâu lâu nhắn tin rồi. Con chứ ở là xe con không hiểu biết nhiều á. Chứ thì nó thật ra thì mình cứ để riêng thì nó đơn giản lắm. Dạ, ý là lỡ là nó có lỗi gì. À. Trong này đừng có nếu mà độ thì chú thua. Con không bao giờ con độ. Xe. Đồ xăng lửa này kia thì chú thua. Thật ra thì cái xe nó bền là nó phải zin, còn mình độ là nó làm tầm bậy bạ, nó thay đổi kết cấu á, nó không có bền nữa. Nó đi phượt mà đi xa là xe độ đi rớt được đường á, nó chuyển nổi là nó hư tầm bất tử lắm. Có thể là nó không hư mà có thể là nó nằm đường, còn một chiếc xe zin á không bao giờ nó nằm đường. Quá cái gì chọc chặt nhẹ nhẹ vô hãng vô hết chỉnh rồi thôi, còn nó không có hư bại. Thôi chú đi nha, giờ chú về nhà cũng tối, chú chạy chậm lắm, nhiều khi còn ngừng lại với phim nữa. Chạy quanh bờ hồ các bạn.
Vậy chưa?